Tuy nhiên rằng là xin các vị trong ban tổ chức quan hỷ giúp giùm, đó là chúng ta sẽ cung thỉnh Chư Tăng ngồi một bên, sau đó là đi, và một phần khác đó là các vị quan khách. Xin các vị quan khách và các vị sắp xếp cho các vị quan khách ngồi chung một bên giùm sư. Dạ. Xin các vị quan hỷ sắp xếp các vị quan khách ngồi Tăng ngồi riêng, chúng ta đi ngồi riêng, chúng ta không có thể ngồi chung như vậy được. Cho nên xin các vị quan hỷ giúp giùm là ở phía đằng sau, xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng ngồi chung và các vị Phật tử. Dạ. Dạ. Xin các vị quan hỷ, các vị sư cô, ni sư
Và xin bà quý vị quan hỷ bước qua phía ở đằng sau lưng của chư tăng ngồi phía bên đây. Ở phía bên tay phải chúng ta đó là cái dãy ghế dành cho quan khách. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương và Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2019 Phật lịch 2063, Chùa Liên Hoa tại Houston, Texas long trọng cử hành tổ chức đại lễ Quê Sắc, hay là lễ Tam Hợp mà người Việt Nam chúng ta quen gọi đó là lễ Phật Đản. Đại lễ này đối với người con Phật rất là quan trọng, vì đây là một sự kiện đánh dấu một ngày, ba ngày quan trọng nhất trong cuộc đời Đức Phật, đó là đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Cho nên ngày này có một cái tên gọi khác được gọi là ngày lễ Tam Hợp. Tuy nhiên ngày nay người ta thường dùng cái tên đó là ngày lễ Quê Sắc, bởi vì theo lịch của Ấn Độ thì tháng 4 có cái tên được gọi là tháng Quê Sắc. Tuy nhiên cho dù là lễ nào, nhưng mà ngày này tất cả các người con Phật chúng ta luôn hướng về để cảm niệm ân đức của bậc thầy, người cha lành để hướng dẫn cho đời sống tinh thần của chúng ta. Và trước khi bắt đầu vào chính lễ, chúng tôi xin phép được thông qua chương trình của đại lễ Phật Đản tại chùa Liên Hoa năm nay như sau. Thứ nhất, 6 giờ sáng lễ bái Tam Bảo, 7 giờ điểm tâm, 8 giờ chuẩn bị đại lễ, 9:30 chư đồng hương và Phật tử tề tụ về chùa, 10 giờ cúng dường trai tăng, 10:30 quan khách Phật tử và công đón chư Tôn Đức Tăng quan lâm Phật đài Độ Thiên, lễ đặt viên đá xây chánh điện tại chùa Liên Hoa, 11 giờ nghi thức chính lễ Phật Đản. Thứ nhất, nghi thức chào cờ, dự văn khai mạc sẽ do Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, đó là Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Hòa Thượng Thích Huyền Giác, giới thiệu chư Tôn Đức Tăng Ni và quan khách tuyên đọc thông bạch Phật Đản của Viện Hóa Đạo, vũ khúc cúng dường hoa đăng gia đình Phật tử Liên Hoa, thuyết pháp Hòa Thượng Huyền Việt, Thượng tọa Rahula và Thượng tọa Say Đo, phát biểu cảm tưởng của quan khách, lễ mộc dục, lễ quy y. 10:30 quan khách và Phật tử dùng cơm trưa, văn nghệ Phật Đản, hồi hướng và hoàn mãn. Như vậy đó là chương trình. Và để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin kính mời đạo hữu Trần Hiến hướng dẫn toàn thể đại chúng chúng ta làm lễ chào quốc kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thân và kính mời tất cả quý Phật tử cùng quý quan khách cùng nhau đứng dậy để chúng ta bắt đầu làm lễ chào quốc kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ cử hành. Stripes
sau đây chúng ta những người Việt ly hương không chấp nhận chế độ cộng sản đã cùng nhau sống rải rác trên khắp năm châu, và riêng chùa Liên Hoa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nơi đây đã quy tụ những người Phật tử yêu thương đất nước, quốc gia và dân tộc và đạo pháp. Vì vậy ngày hôm nay kính mong tất cả quý vị cùng đồng ca và quốc ca Việt Nam để nói lên cái hào khí ngất trời, để có một ngày mơ ước để trở về Việt Nam trong quê hương rạng rỡ với tự do, dân chủ và nhân quyền. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa cử hành. Ngày công ra đời, lúc đẹp chắc đời xong đôi, đồng lòng cùng đi, in chứng tiếng gì tâm toan. Vì tương lai của dân cùng sống pha qua đêm, làm sao cho nơi sống từ nay lo vô thế. Dù cho anh ơi trên thương gian, thù nước đi mau cao biết bao. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời Phật tử đồng ca Phật giáo ca. Phật giáo ca cử hành. Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả quý quan khách và Phật tử cùng nhau lắng lòng để tưởng niệm và cầu nguyện cho bất thái dân an, cho tất cả những người đã hy sinh và tử nạn trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do, những người đã đóng góp để bảo vệ giang sơn gấm dốc của dân tộc ta nước Việt hùng tráng.
và để tưởng niệm đến chư lịch đại tổ sư đã dày công bảo vệ để Phật pháp trường tồn đến ngày hôm nay qua Phật lịch 2563. Phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Chương trình là giới thiệu chư Tôn Đức Tăng và quan khách. Phần này chúng tôi xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Niệm bước lên sân khấu để giới thiệu chư Tôn Đức Tăng về đi tham dự đại lễ Phật đản năm 2019 Phật lịch 2063. Xin cảm ơn quý vị. Thượng Tọa Thích Thiên Giáo,
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ngài Đại Đức Thích Quảng Tuệ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Ngài Đại Đức Thích Chánh Quả. Sa Di Bất An. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Chư Tôn Thượng Tọa Chư Đại Đức Tăng Miến Điện Ngài Phật Tê Du Ca Minh Ta Sê Ri Phật Tê A Ri Gia Tham Ma Phật Tê Chô Ni Ca An Nam Minh Ma La. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Phật Tê Rahula. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Phật Tê Nandaratana. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ngài Siri Ratana. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Chư Tăng Thái Lan Phật Tê Prat Thrit Phật Tê Maha Khe Phi Sa Phần Tê Sầm Hay Phần Tê Chi Rawat Phần Tê Naret Phần Tê Phuân Braset Và cùng Chư Ni Sư Tích Tử Khỏi Lương Ni Sư Tích Nữ Ghét Liên Ni Sư Tích Nữ Trúc Thành Sư Cô Tích Nữ Pháp Châu Sư Cô Tích Nữ Hằng Như Sư Cô Tích Nữ Hoài Như Sư Cô Tích Nữ Hoài Tràng Sư Cô Tích Nữ Pháp Châu Và chúng con sẽ được cung đón Ngài Thượng Tọa Trí Tịnh trụ trì của Phật Pháp đến từ Florida Ngài đang đứng gần với chúng tôi. Và chúng con xin được thay lời ban tổ chức xin được kính cung đón với tất cả các quý ngài đã đến dự lễ trong ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin lỗi Thượng Tọa Trí Quảng, tuy rằng là người nhà nhưng mà cũng phải giới thiệu đó là Thượng Tọa Trí Quảng trụ trì chùa Vũ Môn. Thượng Tọa Say Đo, yeah. Xin lỗi vì trong danh sách còn thiếu rất là nhiều vị Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, cho nên là cũng không có phân biệt được vị nào đến từ đâu, và cũng không biết Thượng Tọa Hòa Thượng Đại Đức nói chung là xuất gia là có thể được. Xin kính cùng đón Chư Tôn Đức Tăng đi. Và tiếp theo xin kính mời Thủ Trình Hiến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng đi. Thì diện ngày hôm nay thành phần quan khách đến tham dự, chúng con chúng tôi xin chào mừng nghị viên Stephen Lê, bác sĩ nghị viên, xin mời thầy. Mặc dầu đa đoan công việc cũng đang cố gắng, bên cạnh đó chúng tôi xin giới thiệu quốc dân đã đặc trách điều hành trong vấn đề SKS công tác của nghị viên. Chúng tôi xin cùng rất là vui mừng và hân hoan chào đón ông Quốc Anh, chủ tịch cộng đồng bệnh viện quốc gia Vinh Tân và Bệnh viện Tân đã đến với chúng ta. Chúng tôi cũng chào đón cư sĩ Nguyễn Anh Dũng thay mặt hội đồng liên tôn đến tham dự của chúng ta. Chúng tôi rất vui mừng mà đón anh Hồ Sắc và bên cử quân nhân cũng đã đến với chúng ta. Chúng tôi rất vui mừng được đón ông bà Lê Phát Minh đã đến với chúng ta. Chúng tôi vui mừng được đón ông Lê Văn Sơn, mặc dù là của chùa nhưng mà cũng là hội trưởng của Pháp Minh. Và ông Nguyễn Văn Thực là cũng là một trong những người của chùa nhưng mà cũng là một thành viên trong ban chủ tịch của bên tù nhân chính trị Tiên Mãn.
và còn còn nhiều vị khác chúng tôi có thể bị sơ suất, nhưng mà có điều cần nhắc nhở đó là xin chào mừng phái đoàn từ bi đã đi nguyên sa bất thượng qua đến chùa Đi Qua tham dự lễ. Xin quý vị chẳng có tay lớn. Và vui mừng hân hoan đón phái đoàn chùa Hồng Ân do thầy Viên Giáo Ai Hoa dẫn dắt đến đây tham dự. Và sau cùng xin quý vị tràn pháo tay thật lớn là cho tất cả những cư dân, những người đã trung thành trung kiên với chùa Liên Hoa, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở tại chùa Liên Hoa chúng ta hôm nay. Nếu không có quý vị thì chắc chắn rằng buổi lễ này không có thành công tốt đẹp như vậy. Và một lần nữa chúng con xin cung kính đảnh lễ và cảm ơn chư tôn đức đã tăng ni đã đến tham dự cùng tất cả quý vị từ nơi xa về tham dự. Và cũng không quên để mà nói lên có hội Quảng Nam Đà Nẵng cũng tới tham dự, thì chúng ta xin tràn pháo tay cho hội Quảng Nam Đà Nẵng. Và có đám này có nhóm Hùng Việt cũng như anh Thư Thiện Nguyện đã cùng nhau đến chúc để chào cờ trong các lễ thường xuyên. Xin tràn pháo tay cho nhóm Hùng Việt và anh Thư Thiện Nguyện. Và sau cùng là xin cảm ơn các đài truyền hình và báo chí, đài Việt TV 55.5, đài Sài Gòn Network 51.3, thời báo và báo trẻ. Xin cảm ơn tất cả quý vị, xin tràn pháo tay để chúng tôi chấm dứt cái phần giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng con xin có ban Văn Đình, ban giám sát cộng đồng, xin lỗi Văn Đình, xin mời Văn Đình đứng dậy để mọi người chiêm ngưỡng chung nhau. Chúng con xin sám hối khi nãy trong ban tổ chức giới thiệu thiếu ngài hòa thượng Giác Thời. Dạ, xin kính công kính thiền thân ban thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo đó là diễn văn khai mạc hòa thượng Huyền Giác. Con sẽ có kính thỉnh hòa thượng. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, nhân ngồi Phật Đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã chọn địa điểm chùa Liên Hoa để cử hành đại lễ Phật Đản năm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa chư liệt vị quan khách, đồng hương và Phật tử, chúng tôi xin thay mặt Hòa Thượng, Chủ tịch, chư vị thành viên Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ
và là đại diện ban tổ chức Đại lễ Phật Đản lần thứ 2643 Phật lịch 2563 dương lịch 2019. Hân hoan cung đón và chào mừng quý ngài và toàn thể chư liệt vị hiện diện trong đại lễ Phật Đản hôm nay do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức. Quý vị cho tràng pháo trai thật lớn để chúc mừng. Quá thuận duyên, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự hiện diện của quý ngài và chư toàn thể chư liệt vị trong đại lễ Phật Đản là một khích lệ, một vinh dự, không phải chỉ dành riêng cho chúng tôi, giáo hội và ban tổ chức, mà mỗi và tất cả chúng ta. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư liệt vị, theo thiện nghĩa của chúng tôi, nhân loại trong đó có tất cả chúng ta sẽ bất thiệt thòi nếu trong nguồn minh triết được lưu truyền trên hành tinh này thiếu đi lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Chính sự nhận chân điều may mắn hy hữu này mà Liên Hiệp Quốc hàng năm trong ngày giữa tháng 4 trăng tròn đã chính thức tổ chức lễ Phật Đản để tuyên dương Đức Phật và Phật Pháp. Đức Phật và lời dạy của Phật thuần chất, từ bi, trí tuệ, khoan dung và minh triết. Chúng ta hãy dành thời giờ cho nhau và cùng nhau trong buổi gặp gỡ đầy thân tình và hoan hỷ hôm nay để suy niệm về cuộc đời Đức Phật đản sanh, thành đạo, viên tịch và niết bàn. Biết về Phật sẽ thương và ngưỡng mộ Phật nhiều hơn. Biết và ngưỡng mộ Phật nhiều hơn, chúng ta càng khám phá ra chính mình, an lạc, từ bi và trí tuệ, những dưỡng chất ác có và đủ để trở thành vị Phật tương lai ở ngay trong chính mình, ở đây và bây giờ. Vui quá, hoan hỷ quá, có phải không? Quý vị chân càng có tay. Trong không khí trang nghiêm nhưng đầy niềm hoan hỷ này, xin thay mặt quý ngài và toàn thể chư liệt vị thành tâm tuyên bố khai mạc Đại lễ Phật Đản lần thứ 2643 Phật lịch 2563 dương lịch 2019 hôm nay. Xin cho tràng pháo tay thật lớn. Một lần nữa ngưỡng nguyện ân lành Đức Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta
cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh đều được an cư lạc nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau lời diễn văn khai mạc của Ngài Hòa Thượng Thích Quyền Giác, trưởng ban tổ chức, tiếp theo chương trình đó là vũ khúc cúng dường Phật Đản. Phần này xin kính mời các vị trong gia đình Phật tử chùa Liên Hoa chúng ta bước lên trên sân khấu. Xin kính mời quý vị. Xin kính mời quý vị trong gia đình Phật tử chùa Liên Hoa chúng ta chuẩn bị.